mùa xuân mới với niềm vui, phấn khởi, tin yêu và tràn đầy hy vọng. Mùa xuân là mùa lễ hội của đồng bào các dân tộc Lạng Sơn. Du khách thập phương đã nô nức về đây để du xuân, thưởng ngoạn. Lễ hội là sự phản ánh tình cảm, ước mong và những nét sinh hoạt văn hóa tinh thần của cộng đồng gắn bó lâu dài với quê hương, làng bản. Các lễ hội của Lạng Sơn có ở hầu hết các địa bàn trong toàn tỉnh với trên 300 lễ hội lớn nhỏ thuộc các loại hình. Nhưng nhiều hơn cả là lễ hội Lồng Tồng, lễ hội Xuống Đồng. Các lễ hội này thường được diễn ra nhiều nhất trong tháng Giêng, là tháng bắt đầu công việc gieo trồng của cư dân nông nghiệp, là tháng khởi đầu của việc làm ăn có tính chất quyết định sự thành công của cả năm. Và kính thưa quý vị, nhằm bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, hôm nay Ủy ban Nhân dân khối 7 và khối 8 phường Tam Thanh tổ chức lễ hội Lồng Tồng làng Con Leng Xuân Giáp Thìn 2024. Và tới tham dự lễ hội ngày hôm nay, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và vui mừng chào đón sự hiện diện của quý vị đại biểu, các vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội thành phố. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Phạm Công Cường, Thành ủy viên, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Nông Thị Hương Giang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Thành. Trân trọng giới thiệu sự hiện diện của bà Lê Thị Cần, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Tam Thành. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Trung Văn Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Tổ chức Lễ hội phường. Tới tham dự, trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của các ông bà, đại diện các phường, xã trên địa bàn thành phố, có lãnh đạo thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường Tam Thành. Tới tham dự chương trình, xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của bà Nguyễn Thị Thành, Bí thư Chi bộ, Khối trưởng Khối 7, cùng toàn thể các đồng chí trong Chi ủy Khối 7, Khối 8 phường Tam Thành. Tới sự và đưa tin có các đồng chí phóng viên báo đài của Trung ương và địa phương, và đặc biệt là sự hiện diện của đông đảo bà con nhân dân và du khách gần xa đã tới tham dự lễ hội ngày hôm nay. Và một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn và nồng nhiệt chào đón. Kính thưa quý vị, và tiếp theo ngay sau đây, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nguyễn Thị Thành, Bí thư Chi bộ, Khối trưởng Khối 7 sẽ lên phát biểu khai mạc lễ hội. Trân trọng kính mời bà. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý, cùng toàn thể bà con nhân dân về dự hội đồng tổng làng Con Leng Xuân Giáp Thìn 2024. Hòa chung với không khí lễ hội mừng xuân đang diễn ra trên khắp miền của đất nước nói chung và của Lạng Sơn nói riêng, chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn. Hôm nay ngày 16 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức ngày 25 tháng 2 năm 2024, thực hiện chủ trương và chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn, Ủy ban Nhân dân phường Tam Thanh về tổ chức lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024, nhân dân khối 7 và khối 8 phường Tam Thanh cùng tổ chức lễ hội truyền thống làng Con Leng. Đây là dịp để nhân dân các dân tộc, các con cháu họ hàng dâu rể cùng du khách thập phương mọi miền về đây để gặp nhau, tay bắt mặt mừng, giao lưu trao đổi tình cảm, học tập kinh nghiệm làm ăn, chúc mừng nhau những thành quả lao động học tập sản xuất kinh doanh trong năm qua, hứa hẹn cùng chúc nhau những điều tốt đẹp hơn trong năm mới. Năm Giáp Thìn 2024, mọi người đều mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc, sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp hơn trong học tập,
công tác, lao động sản xuất và kinh doanh. Hôm nay lễ hội chúng ta rất vinh dự và long trọng có sự tham gia của các quý vị đại biểu là lãnh đạo cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể chính trị xã hội của tỉnh, của thành phố và của phường Tam Thanh, cùng với đông đảo bà con nhân dân trong cộng đồng dân cư và du khách thập phương đã có mặt tại đây. Giữa những ngọn núi hùng vĩ và tràn đầy linh khí thiêng liêng của khu di tích danh thắng nhất nhì Tam Thanh, núi Tô Thị, thành Nhà Mạc, để cử lễ, nghi lễ, sự có mặt của các quý vị đại biểu, các quý vị lãnh đạo, du khách thập phương và bà con nhân dân sẽ làm cho lễ hội thành công tốt đẹp. Xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể nhân dân và quý khách, lễ hội Đồng Tằng hôm nay là một lễ hội truyền thống được kế thừa từ đời xưa truyền lại, vừa có ý nghĩa tâm linh sâu sắc, vừa mang giá trị thực tiễn kể về đời sống sản xuất của khu dân cư nông nghiệp và bản sắc văn hóa của nhân dân các dân tộc miền núi nói chung và dân tộc Tày Nùng nói riêng. Em được Đảng và Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo và các ngành các cấp đã có nhiều biện pháp để bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống ấy trong thời đại mới. Việc tổ chức tái tạo các lễ hội và lễ hội Đồng Tằng là một mặt để mọi người có thể hình dung phần nào đời sống, tinh thần, tâm linh, khát vọng của nhân dân về một đời sống ấm no, hạnh phúc. Mặt khác cũng chính là để thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện mới, trong đó có các giá trị về văn hóa, vật thể và phi vật thể. Trong năm qua, năm Quý Mão 2023, nhờ có tinh thần đoàn kết của nhân dân, đồng lòng thực hiện tốt các nghị các quyết sách của Đảng và Nhà nước, kinh tế xã hội được phát triển một cách ổn định và có ấn tượng. Nhân dân khối 7 và khối 8 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm chỉ tiêu giao ngân sách của cấp trên, đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện, nâng cao. Cơ sở hạ tầng tiếp tục được đầu tư và phát triển, phong trào văn hóa văn nghệ và xã hội phát triển bền vững. Tình làng nghĩa xóm gắn bó thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân ngày năm Quý Mão bước vào đầu xuân Giáp Thìn, bà con nhân dân đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật do chính mình làm ra để kính báo đến vị thần nông. Năm qua đã phù hộ cho nhà nông và toàn thể nhân dân được đón mưa thuận gió hòa, cây cối xanh tươi, chăn nuôi phát triển, không có dịch bệnh, mọi người mạnh khỏe, an lành, thịnh vượng. Trong ký xuân của lễ hội Giáp Thìn, của xuân Giáp Thìn, cầu cho ông thần nông tiếp tục phù hộ cho nhân dân làng và toàn thể nhân dân một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, chăn nuôi phát triển, đời sống kinh tế và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Lễ hội được tổ chức như ngày hôm nay là do có sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ tận tình của lãnh đạo các cấp, chính quyền các cấp và các ban ngành cơ quan chuyên môn của thành phố, phường Tam Thanh và sự nỗ lực của tập thể anh chị em trong đội văn nghệ quần chúng, các nghệ nhân, các tổ chức đoàn thể và cấp ủy của các khối khu dân cư khối 6, khối 7 và khối 8 đã ủng hộ về tinh thần và vật chất thiết thực để cho lễ hội thành công. Để chương trình lễ hội diễn ra theo kế hoạch, thay mặt ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các quý vị đại biểu lãnh đạo, các quý vị đại biểu, các nhà hảo tâm, phòng văn hóa, thông tin, trung tâm văn hóa, thể dục thể thao của thành phố, các phóng viên báo chí,
bà con nhân dân, các du khách thập phương đã đến dự cổ vũ cho lễ hội thành công tốt đẹp. Xin chúc quý vị đại biểu, nhân dân và du khách thập phương năm mới mạnh khỏe, thành đạt, an khang, thịnh vượng. Chúc lễ hội thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố khai mạc lễ hội Đồng Tồng Hàng Còn Làng Xuân Giáp Thìn 2024. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn bài phát biểu khai mạc của bà Nguyễn Thị Thành, Bí thư chi bộ khối trưởng khối 7. Và thưa quý vị, thưa toàn thể bà con, tiếng trống từ bao đời đã in sâu trong tiềm thức văn hóa tâm linh của mỗi người dân đất Việt. Trong những nghi lễ trang nghiêm hay lễ hội hè, tiếng trống trầm hùng vang vọng tạo ra không khí uy nghi, làm tăng lòng tự hào dân tộc. Trong các lễ hội dân gian, âm vang trầm hùng của tiếng trống không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc, rục rã bước chân mỗi người tìm về cội nguồn, bày tỏ lòng biết ơn các bậc tiền nhân đã có công với dân với nước, mà còn tạo ra không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Và ngay sau đây, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời bà Nông Thị Hương Giang, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tam Thanh sẽ lên đánh trống khai hội. Trân trọng kính mời bà. Nhanh mãn ơi, chiêng khá như hai chiêng đi. Nhanh, mà chơi đi, không.